quay lại con đường cũ đúng không? Anh cũng giấu người ta chừng nào nữa hả? Tôi sẽ nói, nhưng bây giờ không phải lúc. Lúc nào? Lúc anh chết anh mới nói hay sao? Ba, ba. Hả? Cái bồn cầu nhà mình. Con gái anh trai rồi, nhiêu tuổi rồi? 22. Trời đất ơi, hơn một con giáp để bắt người ta chơi bằng chú. Mày cũng như con gái của tao, trừ khi tao chết. Rồi sao tháng nào cũng đâu kiếm chuyện với tôi vậy? Sao kỳ vậy? Sao ngộ vậy? Góp đây, ủa? Anh ấy hả? Để Hoài ăn cho. Tí nữa tôi ship tận giường. Mai 7 giờ, tao chở bị dâu đá. Hôm nay, tôi qua đây để cùng học sư học đạo. Con về ảnh. Không được. Không được. Đào sẵn cái hố đi, tôi giúp nó cái tùng quăng vô canh chôn xong luôn. Mày hay vậy quá à. Mày coi thử, ai là chủ mưu cái chuyện này? Dạ. Nếu như mà anh sợ, anh có thể về, tôi tự lo được. Hả? Chó, mày bị đụng đến hai tao, tôi giết chết mày. Thà là tôi thằng báo á, nhưng mà không có xích nhát. Mày nói ai nhát? Anh em mình, tôi cứu hai đứa. Chẳng